gia đình trả nghiệp về việc sát sinh động vật. Có một sư thầy tên gọi là thầy Giác Liên, trụ trì tại chùa Phước Hải, tỉnh Vĩnh Long, đã từng kể về những câu chuyện nhân quả mà chính thầy đã chứng kiến trong kiếp tu hành của mình. Một trong nhiều câu chuyện hay được nhắc đến nhất đó là câu chuyện về một cậu bé tên Hiền, sống ngày qua ngày bằng việc xin ăn tại chợ Trà Vinh với hình dáng và thân thể giống như thân thể của một con mò. Hiền được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với nghề mổ bò truyền thống ở Trà Vinh. Ông nội của Hiền cũng nhờ nghề này mà đã trở nên khấm khá, giàu có. Một ngày nọ, trước khi chuẩn bị làm thịt một con bò cái, bỗng nhiên ông liền nằm thấy chiêm bao. Trong giấc mơ có một người đàn bà đi đến bên ông và nhìn ông khóc lóc, van xin rằng: "Tôi van xin ông làm ơn đừng giết tôi, hãy để tôi sinh con xong rồi thì ông có thể giết." Điều lạ là trong một đêm, không những ông chỉ mơ thấy một lần mà tới ba lần cùng một giấc mơ. Ông bèn mang câu chuyện này đi kể cho vợ nghe thì người vợ có khuyên ông rằng không nên mổ thịt con bò này mà hãy tiếp tục nuôi nó để cho nó đẻ. Suy đi tính lại, không hiểu sao cuối cùng ông vẫn quyết định làm thịt nó để bán. Sáng sớm hôm sau, con bò này kêu la to và khủng khiếp hơn so với nhiều con bò khác mà ông đã từng thịt. Nó lăn lộn, giãy giụa tới mức bứt cả sợi dây trói. Cuối cùng thì nó vẫn phải chết. Cái cảnh tượng của con bò khi đó khiến ông nội Hiền nhớ mãi cho đến sau này vẫn không thể quên được. Chính là cái đầu nó cứ lắc lư qua lại mãi như thể nó vẫn đang còn sống. Điều trùng hợp ở đây là một thời gian sau khi ông giết con bò đó thì con dâu ông trở dạ sinh đứa cháu nội đầu tiên, cháu đích tôn của ông. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cháu của ông khi sinh ra không mang trên người những dị tật rất giống với hình dáng của một con bò. Đó là con vật môi thì bị sướt, mắt thì lồi, chân tay thì cong queo không đi được, phải bò. Riêng cái đầu thì cứ lắc lư qua lại không thôi. Đứa trẻ đó chính là Hiền. Khi nhìn hình ảnh của cháu mình, người ông không thể nào không liên tưởng đến cái chết của con bò cái mà ông đã giết, đặc biệt là về động tác lắc lư cái đầu. Nhìn hình ảnh cháu và những chuyện đã qua, ông như đã hiểu nguyên nhân sâu xa vì sao mà cháu mình khi mới sinh ra đã bị như vậy. Ông vô cùng hối hận và muốn sửa sai, muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông quyết định bỏ cái nghề đã tồn lại từ lâu đời và là nguồn làm giàu của gia đình từ xưa đến nay. Ông bỏ hẳn việc sát sinh bò. Bên cạnh đó, vì lo chữa trị cho cháu, có bao nhiêu của cải, tiền bạc ông đều dốc hết. Tuy nhiên cậu bé vẫn phải sống và mang trên mình những dị tật như vậy. Không những thế, cay đắng hơn, khi lên 10, Hiền đã phải lần lượt mất đi những người thân của mình vì ai cũng mang trọng bệnh và chết bất thình lình. Em phải bò lê la ra chợ để xin ăn. Cứ mỗi lần xin ăn, không hiểu như có ai đó xui khiến, Hiền vừa lết vừa kêu gào, khóc lóc rất thảm thiết: "Xin mọi người, xin các chú các bác, các cô các dì đừng giết con là con bò." Đây là một câu chuyện về luật nhân quả, về quả báo mà đối với mỗi người dân Vĩnh Long, câu chuyện này của sư thầy dường như in sâu vào tâm trí họ như những bài học về đạo lý, để biết cách sống và định hướng sống sao cho không đi theo vết xe đổ của những người được kể trong những câu chuyện của sư thầy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này. Hãy cùng nhau khám phá và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Chúng tôi hy vọng rằng video này sẽ mang lại cho các bạn những giây phút thú vị và bổ ích. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào trên kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong được sự ủng hộ và góp ý từ phía các bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn chia sẻ ý kiến của mình, hãy để lại comment bên dưới. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và đáp lại mọi ý kiến phản hồi của các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.